Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em nên cắt cái cây này để làm đỡ mùi ong nhé các bác nhé. Cây này to lắm, chắc phải cắt ra từng khúc mới vác được, một người ôm mới hết. Đây, cái bầy đàn các bạn. Cái khu này người ta phát đồi ấy, ấy xuống, chặt xuống khá lâu rồi các bạn. Cắt quang hết. Nèo này rất là cao các bạn, kìa. Thị trấn tít xa xa kìa cơ. Bên dưới cái này thì rất là cao. Em sợ các bác cái đốt đi thì nó sẽ cháy đi, nó phí. Nên em đi thấy, đi bẫy chim thấy thì cắt các bạn. Này nhìn cắt nó cũng bắt đầu khô, khô vỏ này. Nhìn cắt rồi không là đốt là cháy hết đấy các bạn. Cái rừng này nó rộng này, đốt là cháy hết khô ấy. Nên em tranh thủ cắt nha các bạn. Đây nó khá xa đấy, nó phải đến đây. Đây em chọc cây và nó phải đến đây. Được một khúc rất là đẹp. Ngày sẽ được nhưng mà sẽ được hai cái đỗ dài. Nhưng mà em sẽ phân làm, nếu mà được thì em sẽ phân thành ba khúc. Làm thành được ba cái đỗ nha các bác nhá. Đây để em bây giờ em sẽ bộ ra xem thế nào đấy các bác nhá. Em sẽ quay tiếp cho các bác xem. Đây cây này được ba khúc các bác nhá. Khúc này đẹp nhất. Này phải lối vào cái này được, đỡ phải róc nhiều. Đây, hai khúc này phải đục một tí này các bác này. Mà nó cũng có lỗ tự nhiên thì rất là đẹp. Đây. Khúc này thì phải đục một ít. Nhưng mà cơ bản đẹp. Khúc này tươi khá nặng các bác. Ba cái. Thằng này hơi bé này. Kỳ cũng thế. Như vậy là cây này được ba khúc nữa các bác nhé. Nhìn này to lắm các bác. Vác là cũng phọt phân rồi. Như gỗ dày này, em phải vạt qua đây mới được. Vạt cái phần vỏ này đi mới được. Trong có sữa bên trong, nó đẹp mới được. Đây, cái này nó có một cái u ong thích lắm. Đây, vào trong này. Rất là đẹp luôn ấy. Bây giờ em sẽ vào trong này tìm xem. Đây, khu bên này có một số cây bầy đàn này. Vào trong đấy xem cắt được khúc nào. Đây được một cây nữa các bạn. Cây bầy đàn. Đây một cây này nhưng mà cây đấy không có rỗng. Cái bầy đàn già ấy này nó hay bị rỗng ruột này các bạn nhé. Cái gốc chặt đi rồi ấy. Đây là cái nhánh mầm nó lên. Cái gốc chặt đi rồi thì nó hay bị thối ở giữa. Nên là nó có cái lỗ ở giữa rỗng các bạn nhé. Thì mình về mình đỡ phải đục mà nó rất chắc chắn. Bên trong sần sùi ong nó rất thích vào. Đây em sẽ thử ra bên ngoài này có một cây khá to. Thử ra xem nào. Có lỗ rỗng không? Cái mà nó rỗng nhiều cái bé bé được nhé các bác nhé. Vì là ong nó vào bé bé mà dài dài nhưng mà ong nó vẫn vào hết các bác. À đây. Cái gốc này rỗng rỗng. Cái gốc này cũng khá đẹp đấy. Ông xuống tận gốc dưới này. Này mà đào được thì tuyệt vời đấy. Úi dưới, dưới này các bác đẹp lắm này. Quá tuyệt vời luôn. Úi sâu lắm. Úi da. Gốc rỗng tận dưới luôn đấy. Để em kiểm tra cái này xem nó xài như nào các bác nhé. Kiểm tra cái hốc này thì nó ngắn lắm các bác. Không bỏ. Về phải đục nữa. Đục cái to mới thích. Này bé quá. Nó cũng không phải là bé mà nó ngắn quá. Đây được cái đoạn dưới này thì quá đẹp này các bạn. Sâu hơn tận dưới luôn. Rồi em sang cắt cây bên kia rồi. Sắp tối rồi. Rồi. Mặt trời xuống núi rồi các bạn. Quay lại cây bên này cắt thôi. Đây cây này được hai đỏ nha các bạn nhé. Đó cũng 50 đấy. Đây. Về chỉ việc chỉnh sửa đục cũng dễ thôi. Cưa hôm nay em không mang theo cái chỉnh xích nên là không đục được. Nó trùng rồi. Khá là rộng ở bên trong các bạn. Toàn kiến đây này. Khúc này vứt đây để cho kiến nó đi. Ở khúc này nữa nhưng mà khúc này nó trong bé quá. Khúc đấy em sẽ không lấy nữa. Chứ nó rỗng, không rỗng vậy.
Đây. Chi là được mấy khúc cưa này không ấy, không tăng được lên đấy chứ. Được 5 khúc các bạn, 5 đỏ. Về mồi ong, câu ong cũng rất tốt, mà nuôi ong cũng rất tốt các bạn, khá là rộng. Những gốc bạch đàn này rất là tốt các bạn. Còn bây giờ cũng muộn rồi, em chuẩn bị xuống núi thôi các bạn. 6 giờ hơn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.